Cái nhà kia nó bị tụt xuống à? Không phải, sau cái lùm tre này là một cái ngôi biệt thự gọi là nổi nhá, biệt thự nổi. Ôi trời ơi, sao nó lại có thể mỹ mãn như thế này? Cái bóng của nó bên dưới này, nhìn này. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de musique.